Hello anh em, chúng ta đã quay trở lại với Tokyo Camera và đây sẽ lại là chuyên mục đập hộp và review loa anh em ạ. Hôm trước thì chúng ta được trên tay chiếc Harman Kardon Onyx Studio 7 rồi. Còn hôm nay thì trên bàn của mình đây sẽ là chiếc Marshall Stanmore 2. Với chiếc loa này đây không phải là một chiếc loa mới nữa. Nó được ra mắt và được trên tay bởi khá là nhiều người rồi. Nhưng mà hôm nay thì chiếc loa này mới xuất hiện ở trên channel Tokyo Camera bởi vì là hôm nay thì mình mới đi mượn được em loa này về. Một chiếc loa mà biểu tượng của các sản phẩm decor trong nhà, anh em đặt vào góc nào là góc đó nó sang lên liền à. Đúng không nào? Và trong tầm giá khoảng 7 triệu hơn thì chất âm của em nó tới đâu, chất lượng build của em nó cũng như là về độ đẹp của em nó tới đâu, sẽ cùng Tokyo Camera đi tìm hiểu trong video này anh em nhé. Bắt đầu thế nào? Đầu tiên hãy cùng mình liệt kê qua một số các cái điểm ở trên con loa này. Cái điểm đầu tiên mà mình cảm thấy khá là ấn tượng là đây là một chiếc loa thiết kế rất là đẹp trong tầm giá khoảng 7 triệu đồng. Marshall thì trước nay anh em luôn biết ấy, mức giá của nó không hề rẻ. Trong khoảng độ xấp xỉ 10 triệu đồng chúng ta mới có thể sắm được một chiếc loa như thế này. Nhưng mà bây giờ đây thì mình thấy rằng là sau một thời gian ra mắt thị trường thì chiếc loa này bây giờ có mức giá nó mềm hơn khá là nhiều để cho anh em có thể trải nghiệm được một cái sản phẩm nó cao cấp như này trong tầm giá mềm mại hơn khá đúng không nào. Với em loa này, cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy ấn tượng nhất đấy chính là cái vỏ ngoài của nó có một cái thiết kế nó vẫn là đặc trưng của dòng Marshall, một cái dòng thiết kế loa nó vuông vức và trông nó có một cái điều rất là sang chảnh đúng không nào. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình bóc siêu cái chiếc loa này ra trước đã anh em nhé. Ok, như anh em thấy đấy thì cái vỏ hộp bên ngoài có một cái thiết kế trông nó cũng rất là cá tính, nó rất là có một cái chất gì đấy nó độc và lạ. Thì đây sẽ là hình ảnh bên ngoài của chiếc loa này. Ok, mình sẽ bóc siêu em này ra luôn. Vẫn còn nguyên siêu ở đây anh em nhé. Đây, vẫn còn nguyên siêu đến từ nhà sản xuất luôn. Ok, mình sẽ bóc ngoài ra. Wow, to quá anh em ạ. Ok, và như vậy là chúng ta đã bóc siêu xong. Và sau một thời gian mình trải nghiệm thì bây giờ đã là 2 giờ 33 phút sáng rồi anh em ạ. Bây giờ mình mới bắt đầu quay trở lại và đánh giá con loa này cho anh em đây. Cái điểm ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc loa này đấy chính là cái bề mặt thiết kế của nó rất là đẹp và rất là sang chảnh. Và với cái ngôn ngữ thiết kế này thì phải nói là quá là nhiều các idol TikTok đúng không nào. Anh em có thể để ý rằng là trong những clip nổi tiếng gần đây thì có sự xuất hiện của những chiếc loa Marshall và với cái logo này nó làm nên cái thương hiệu của nó, của một cái sự sang chảnh, của một cái sự đẳng cấp và gần như là chỉ có người giàu người ta mới chơi loa Marshall thôi. Nhưng bây giờ đây chỉ với khoảng độ hơn 7 triệu đồng thì nó không phải là quá đắt đỏ để chúng ta có thể sử dụng một chiếc loa như thế này đúng không nào. Với cái logo này mình vẫn rất là hứng thú khi mà nhìn thấy nó cũng như là được trải nghiệm nó anh em ạ. Mình sẽ đi qua một chút về cái thiết kế của em loa này trước anh em nhé. Với cái vỏ bọc xung quanh của nó thì chúng ta sẽ được bọc một lớp da. Và với cái vật liệu da này thì mình sờ lên nó vẫn khá là mềm, nó khá là mịn. Và sờ lên nó khá là kiểu nó thật tay, nó khá là thân thiện với cả da tay của mình. Và với cái mặt trước thì chúng ta có thể thấy rằng là vải e căng xung quanh, ở giữa sẽ là logo Marshall và sẽ có một cái dải đồng chạy ở phía bên dưới kết hợp với cả cái logo Marshall cũng là cái màu đồng đồng nữa, trông nó rất là nghệ, rất là classic. Ok, phía bên trên này mới là cái điểm mà khiến cho rất là nhiều anh em yêu thích này, và cá nhân mình cũng rất là thích cái điểm này. Anh em sẽ có gần như là đầy đủ hết các cái phím chức năng ở phía bên trên này để chúng ta có thể tùy biến, tùy chỉnh cái chiếc loa này mà không cần thiết phải connect vào app em nhé. Thì trước nay thì Marshall họ cho chúng ta một cái app để có thể gọi là kết nối Bluetooth, có thể pairing ra các cái thiết bị khác để có thể phát ra hai kênh đúng không nào, dual channel để cho chúng ta một hệ thống âm thanh stereo nghe nó đã hơn. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình chỉ có một con thôi và mình cũng chẳng cần thiết mình phải connect vào app, mình cứ bật phát lên là mình vào mình nghe, mình chỉnh những thứ trên này luôn. Mặc dù là trong cái app đó thì nó sẽ có sẵn các preset cho chúng ta để có thể tùy chỉnh như là kiểu nhạc jazz này, ballad này, hay là một số các bản nhạc rock này, hay là vân vân, rất là nhiều các thể loại nhạc mà chúng ta có thể tùy chỉnh ở trong đấy, nó sẽ có sẵn preset cho chúng ta anh em nhé. Ok, phía bên trên này anh em sẽ có nào, phím power này, nút power cần gạt như kiểu cái cần số anh em ạ, gạt xuống. Tiếp theo nữa nút tạm dừng nhạc và ba cái núm vặn ở đây, tăng chỉnh volume, bass và treble. Tiếp theo nữa nút này là nút để chúng ta có thể tùy chỉnh các cái chế độ như là Bluetooth, AUX tức là kết nối ra cái cổng AUX ở đây và RCA là cắm vào cái dây RCA phía đằng sau này. Nếu như mà em không thích nghe bằng cái bộ giải mã âm thanh trực tiếp trên loa mà anh em sẽ có một cái bộ giải mã âm thanh
ở bên ngoài và anh em quen nghe bằng cái bộ đó rồi, thì anh em có thể cắm qua cổng RCA này và sẽ chỉ dùng cái loa này như là một cái thiết bị phát mà thôi, đúng không nào? Và tiếp theo nữa, bên góc bên này sẽ là một cái cổng nguồn. Thì với em loa này, em nó sẽ không có pin em ạ, với em loa này sẽ không có pin mà chúng ta sẽ phải cắm nguồn trực tiếp luôn, và em nó sẽ không để dành để sách đi ra ngoài mà chúng ta sẽ chỉ gọi là đặt một góc ở trong nhà và chúng ta decor trong nhà thôi. Đó, đó là về cái thiết kế bên ngoài của em loa này. Nói chung là về xung quanh thì nó sẽ không có gì cả. Phía bên dưới anh em sẽ có bốn cái núm cao su ở phía bên dưới này, rất là chắc để khi mà đặt xuống bàn chúng ta sẽ không bị cái hiện tượng là lỏng ốc ọp ẹp thì gây ra cái âm thanh bị rè, đúng không nào? Mình sẽ quay trở lại với cái cảm nhận của mình về cái thiết kế này. Thứ nhất, đấy chính là về cái trọng lượng của em nó. Cầm một tay thì khá là mỏi đi, nhưng mà nếu mà em cầm hai tay như này thì em cũng thấy là nó khá là bình thường mà thôi, có thể ôm đi ôm lại trong nhà, nhưng mà cái việc em nó không có pin ấy thì ôm đi ôm lại cũng là vô nghĩa mà thôi. Cho nên là mình sẽ thường mình sẽ chỉ đặt một chỗ như thế này. Đấy. Wow. Trông nó kiểu nó sang hẳn cái bàn lên, mặc dù cái bàn này của mình có 700.000 thôi, nhưng mà cảm giác mình đặt con loa 7 triệu này lên thì cảm giác cái bàn này nó cũng lên một cái đẳng cấp khác luôn anh em. Một con loa trông quá đẹp. Trời ơi. Từ trước cái này thì mình sẽ chỉ dùng loa của Harman Kardon thôi. Thì với khi mà mình trải nghiệm qua về cái chất âm của Harman Kardon so với cả Marshall ấy, thì rõ ràng là hai con loa này nó hướng tới hai đối tượng sử dụng hoàn toàn là khác nhau. Nếu như mà trên Harman Kardon họ cho chúng ta một cái âm bass nó đập, nó khá là căng và nó khá là đầm và chắc, cũng như là cái âm lượng của những cái con loa Harman Kardon nó khá là lớn ấy, thì trên Marshall họ lại làm cho nó tinh tế hơn, gần như là họ gọt giũa các cái âm thanh đó cho chúng ta một cái chất lượng âm nó hài hòa hơn giữa giọng ca sĩ và những cái chi tiết ở trong cái bài nhạc đó. Để mà nói chi tiết hơn ấy, thì với con loa Marshall này họ cho chúng ta một cái giọng ca sĩ tách biệt ra so với cả bài hát nó được tốt hơn, một cái giọng nó trong và nó sáng hơn so với những cái dòng loa khác khá là nhiều. Thường ấy thì những người sử dụng những chiếc loa Marshall này họ sẽ nghe những bản nhạc có lời, du dương, nhẹ nhàng nhiều hơn là những cái bản nhạc mà có nhiều các cái âm tiết nó đầm, nó trầm và nó chắc, đúng không nào? Nhưng mà với chiếc Marshall Stanmore 2 này, mình thấy rằng là họ vẫn thiên cho chúng ta một chút về đối tượng sử dụng phổ thông và đa dụng. Họ không thiên hẳn về đối tượng nghe những bản nhạc ballad nhẹ nhàng, bay bổng, giọng ca sĩ các thứ trong một thanh, họ không thiên hẳn về đó, mà họ vẫn cho chúng ta một cái giải âm trầm nó khá là đầm, nó khá là sâu hơn so với cả các cái dòng loa mà chỉ thiên về phục vụ cho các cái bản nhạc ballad anh em ạ. Thì với cái chiếc loa này mình thấy rằng là họ vẫn thiên cho chúng ta về cái đối tượng sử dụng phổ thông khá là nhiều, đối tượng trẻ cần một chiếc loa để decor này đẹp trong nhà. Thứ hai đấy chính là nó sẽ phục vụ tốt cho tất cả các đối tượng phổ thông mà chúng ta có thể quẩy gần như là vào hầu hết các thể loại nhạc, từ jazz, ballad cho tới EDM, cho tới các cái bản nhạc mà kiểu remix thời gian gần đây khá là nổi với giới trẻ trên TikTok, đúng không nào? Thì với em loa này nó gần như là nó có thể cân được chúng ta hầu hết vào mọi cái thể loại nhạc đó, và với cái chất lượng âm thì mình thấy rằng nó cũng rất là ổn. Ở nếu như mà ở cái giải âm lượng từ khoảng độ 65 cho tới 75 là mình thấy đây là một cái giải âm mà nghe nó ổn nhất cho chúng ta để mà mở to. Thì với cái giải âm này mình thấy rằng là nó ổn và nó không bị xé tiếng, nó mọi chất âm của nó đều nằm trong cái giới hạn rất là chấp nhận được, rất là hay. Và đó cũng chỉ là cái cảm nhận, cái cảm quan đánh giá của cá nhân mình thôi anh em nhá. Cho nên là mình không đánh đồng tất cả mọi người phải có một cái cảm giác khi mà nghe chiếc loa này phải giống như mình. Đây chỉ là một cái đánh giá của cá nhân mình mà thôi. Đó là cái những cái ưu điểm của chiếc loa này anh em ạ. Thiết kế đẹp mắt này, giá thành hợp lý này, chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh âm lượng ngay trên chiếc loa này, tùy chỉnh các cái giải bass hay là treble ngay trên chiếc loa này luôn, cũng như là connect các thứ, kết nối qua dây dợ các thứ ngay trực tiếp trên loa. Và tiếp theo nữa, đây chính là giọng ca sĩ làm rất là hay, và em nó cũng có một cái bass nó khá là lực, nó không giống như là trên những cái chiếc loa chỉ thiên về những bản nhạc ballad khác. Đó là một số các ưu điểm của chiếc loa này. Rồi, thì đó là một cái clip đập hộp cũng như là trên tay trải nghiệm nhanh của mình với chiếc Marshall Stanmore 2 trong lần giá khoảng 7 triệu hơn. Thì mình đánh giá đây là một con loa rất là xứng đáng lựa chọn. Nếu như chúng ta không có nhu cầu mang đi ra ngoài quá là nhiều mà chúng ta cần một con loa vừa để decor trong nhà, cho chúng ta mới góc làm việc, trải nghiệm trông nó sang mắt hơn, trông nó đẹp đẽ hơn rất là nhiều và trải nghiệm âm thanh được tuyệt vời, thì chiếc loa này là một chiếc loa rất là xứng đáng lựa chọn cho đơn giá 7 triệu hơn anh em nhé. Và hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này, cũng đừng quên ủng hộ cho chúng mình bằng cách nhấn like video cũng như là subscribe channel Tokyo Camera, và anh nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới chúng mình anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại anh em trong những video tiếp theo.